Hôn nhân là điều thiêng liêng, một cuộc hôn nhân tốt không dễ dàng có được. Tình đồng xe duyên, kết đôi trăm năm, đem đến hạnh phúc cả đời. Tình yêu đơm hoa kết trái, bộ phim Hôn nhân tiền định. Làm nghề này của chúng ta là phải kết hợp lương duyên cho người khác. Một đám cưới theo đúng phong tục là phải tam thư lục lễ. Mỗi nghi thức, mọi món lễ đều có ý nghĩa đặc biệt của nó, là chúc cho cuộc sống hai vợ chồng vui vẻ hòa thuận, sớm sinh quý tử. Dâng chén trà tạ ơn, công ơn cha mẹ ghi nhớ trong lòng. Mẹ chồng uống chén trà tạ ơn, cầu chúc đôi tân nhân nối dõi tông đường phú quý hạnh phúc. Thì cũng là kiếm bà thím nào đó rót chén trà, nói mấy câu may mắn. Cái gì trăm năm hạnh phúc tôi cũng biết nói mà. Ba giờ uống chén trà con rể, mong sau này gia đình vui vẻ. Mạnh Nhất Mẫn tôi từ hôm nay trở đi sẽ quyết tâm làm tốt mới làm ăn hôn lễ này. Nói thì dễ, nhưng thực hiện là một chuyện khác. Làm người kết lương duyên thật không dễ dàng chút nào. Tôi có thể lưu giữ giây phút hạnh phúc nhất của người khác. Ok, xong hết rồi. Nhưng tiếc là không thể níu giữ được em. Cậu chính là người khiến ảnh đau lòng nhất. Một duyên phận không ai sắp đặt hé mở một trái tim đã đóng từ lâu. Cậu tưởng cô ta thích cậu thật sao? Cô ta chỉ muốn kết hôn để có được giấy nhập cư mà thôi. Sau này em thật sự muốn chung sống với anh. Em thật sự muốn làm vợ của anh mà. Anh biết em thật lòng với anh. Lấy anh đi. Dìu dắt lẫn nhau, tình yêu vượt qua mọi thứ. Sau khi giao bái, hai người sẽ trở thành vợ chồng suốt đời suốt kiếp, nâng đỡ lẫn nhau. Con đi vô chứ gì? Lần này chúng tôi tới là đem mối làm ăn cho cô đó. Mặc kệ họ là tốt hay xấu, đây mới là làm ăn lớn đó, tôi nhất định phải làm. Bề ngoài thua lỗ, nhưng trái tim thực sự lãng mạn. Một đám cưới đặc biệt không ngờ, cả đời khó quên. Heo heo, anh yêu em một vạn năm luôn. Em cũng yêu anh một vạn năm luôn. Thì chị ta sẽ thương tôi lắm mà, hả? Tình yêu quả nhiên là mù quáng đó hả? Nhất định phải tổ chức một đám cưới truyền thống kiểu Ấn Độ. Lập tức tìm đủ tư liệu chuẩn bị cho thật tốt nha. Nói chung những chuyện liên quan tới hôn lễ chúng tôi sẽ chăm lo chu đáo. Tình yêu thực sự kéo gần khoảng cách văn hóa, bắt nên nhịp cầu kết nối. Với điều kiện của cô muốn giành với tôi khó lắm đó. Nên mới nói đàn ông các anh nông cạn đó, chọn phụ nữ chỉ biết chọn bề ngoài. Cô đừng có mơ. Trước giờ em đều nghĩ là em trèo cao thôi. Anh thích là thích người lương thiện với em. Cho dù bề ngoài không xứng đôi, nhưng trái tim lương thiện mới là hấp dẫn nhất. Làm người không thể hạ thấp mình, gả cho một người giàu có sao cũng dễ sống hơn mà. Nè, cảm ơn anh. Anh ta không phải thích tôi chứ? Cô không phải muốn lấy chồng giàu sao? Là tôi nè. Anh tránh ra đi. Hai người bên nhau là nói duyên phận mà, tất cả đều được định sẵn hết. Anh ta cũng men lắm mà, nếu như chọn làm bạn trai cũng đâu có tệ. Cô với tôi mà nói rất là quan trọng. Thời gian sau này của anh đều dành hết cho em. Những câu chuyện tình yêu lãng mạn, những cảm giác ấm áp khó phai, cùng xe tơ kết duyên. Bộ phim Hôn nhân tiền định phát sóng lúc 20 giờ trên SCTV 9.